mình dựng lên một cấu hình karaoke và nghe nhạc này rất hay, gồm có một con âm ly GA-S9. Con âm ly này có cả hệ thống equalizer 7 nút căn chỉnh. Xin mời quý vị và các bạn xem. Có bass chất lau lớt, chạy 4 số sắt, đẹp keng. Giá xin mời quý vị và các anh em liên hệ. Gồm có một đôi loa Boss 301 Series 3 màu đen, bass 20, một chung một chép, một con vang VA 3.9, một con mic Vina KTV. Một bộ cấu hình này karaoke hôm nọ mình đã test cho quý vị và các bạn rồi. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn mình test cho quý vị và các bạn nghe một bản nhạc xem trên bộ cấu hình này rất hay nhá. Xin mời quý vị và các bạn. Ai có liên hệ xin ai có nhu cầu xin liên hệ 0845992992 nữa, và xin kết bạn qua Zalo, Facebook. Mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho bộ cấu hình này thật quý vị, giá nào mình cũng bán nhá. Xin mời quý vị và các bạn. Con mic này có hai tay mic nhá, một đầu thu. Ngày mai mình phủi phao đỏ.
Vâng, đấy là một bản test của cặp loa 301C3. Xin mời quý vị và các bạn cho ý kiến bình luận ở phía dưới nhé. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, hẹn clip sau ạ.